Táo Vàng là một cái chương trình cốt lõi, và chúng tôi đón nhận Táo Vàng cũng như là để phát huy, để lan tỏa Táo Vàng, thì chúng tôi nghĩ là đấy là một cái ưu tiên rất là cao của cái tổ chức kỷ lục gia người Việt toàn cầu. Trong cái để thực hiện cái sứ mệnh của mình, thì tổ chức kỷ lục toàn cầu đang đề ra khá nhiều cái công việc, mà trong đó cái ưu tiên của chúng tôi là đầu bên hiện nay thì đang xây dựng các cái văn phòng, các cơ sở đại diện ở tại các quốc gia, và chúng tôi nghĩ là đây coi như một cái công cụ cho cái tổ chức kỷ lục người Việt toàn cầu để mà thực hiện cái sứ mệnh của mình. Nó sẽ làm cái công cụ cho các cái tổ chức và các cái nhóm cùng lợi ích, cùng công việc, cùng các lĩnh vực chung của bà con mình trong cộng đồng người Việt toàn cầu. Và nó cũng sẽ là công cụ cho các bậc phụ huynh để mà có thêm, nối dài thêm những cái kiến thức của mình, và mở rộng thêm những cái, trau dồi thêm những kỹ năng của mình để mà dạy dỗ trẻ, cho trẻ thành người thành tài. Và nó sẽ là công cụ để cho các em có cơ sở vươn lên, các em sẽ vươn lên một cách vững chắc và có thể yên tâm. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cái cơ sở, từ đây sẽ xuất hiện những cái tinh hoa, những cái tài năng và những kỷ lục của chúng ta. Và số hóa sẽ đi vào chương trình Táo Vàng online, cái thực hiện cái này qua trực tuyến, bắt buộc phải số hóa. Và tôi nghĩ rằng là rồi các cái bậc phụ huynh, các cái cộng đồng người Việt ở các nước sẽ hưởng ứng, và người ta sẽ ủng hộ, và người ta sẽ cùng đồng hành. Tôi nghĩ là trong cái quá trình thực hiện Táo Vàng này thì người ta sẽ cùng chia sẻ, cũng như là thậm chí là phát triển thêm và có nhiều cái sáng tạo để giúp chúng ta càng ngày càng phát huy được cái hiệu quả, một cái hiệu quả tối ưu của cái Táo Vàng này.